Xin chào các bạn đã quay lại channel của mình hay là đến với channel của mình gì đó. Thì tiếp tục series là học về vẽ layout trong phần mềm Rotate. Thì lần này á mình đã thêm tên cho nó này, mình lấy thước cho nó rồi. Bây giờ bắt đầu là gì? Chúng ta sẽ đổ đồng cho nó. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đổ đồng cho cái PCB lần này. Thì cũng như thường lệ, video lần này chỉ dành cho các bạn mới học, đang học và các bạn còn yếu, chưa có sắp xếp được cái trật tự logic. Thì các bạn xem, còn những các bạn nào giỏi rồi các bạn không nên xem trong video lần này, khuyến khích các bạn như vậy nha. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu đi đổ đồng cho nó. Thì mình đổ cũng theo cái khung này thôi, đổ đồng theo khung này. Ở đây mình sẽ có một cái đối tượng này các bạn, đối tượng này này, các bạn nhắn vào đối tượng này thì nó sẽ có chế độ là đổ đồng 50 gì đó, thì các bạn cứ để mặc định đi, xíu nữa mình sẽ chỉnh dây sau phần đổ nó nha. Ở đây mình đừng có đổ bằng cái khung, các bạn đổ bằng khung á là đổ, mình đổ cho các bạn xem nè, nó lè ra một xíu luôn. Mình chọn chế độ custom. Ở đây nó sẽ có nhiều chế độ này, ví dụ như các bạn đổ vào GND, JVCC, có cái dây ký hiệu này. Ở đây mình thì mình không có gắt, mình ghét không có đổ về. Nếu các bạn trong nhiều tốt thì các bạn nên đổ vào GND cũng được luôn, không sao hết. GND nha. Ở đây mình cái chế độ cái khoảng cách này là gì thì tí nữa mình sẽ chỉ các bạn sau. Rồi, ở đây mình bỏ này đi. Đối với những cái phần mềm sau á, mềm mà từ 8.7 trở đi á, thì nó tổng hết là nó sẽ có là gì 6 cái. Nhưng mà đối với phần mềm mà 8.5 á, thì cái cuối này nó không có. Cái cuối này không có. Thì các bạn cứ bỏ cái hàng trên cùng này đi và đánh cái từ đây là được. Hả? Còn mấy này là giữ nguyên. Ok. Đó, bây giờ các bạn lúc này các bạn phải đổ như vậy. Thì các bạn thấy những cái dây đầu tiên nè. Các bạn thấy những cái dây RND đúng không? Nó bị đổ luôn đồng lên luôn. Đó, tức là mình đang đổ đồng chế độ RND để chống nhiễu, thường thường chống nhiễu như vậy. Cái thứ hai là các bạn nãy mình thấy số 10 đúng không, là cái khoảng cách này, khoảng cách của cái dây, của cái đồng các bạn đổ với lại cái sợi dây nó là con số 10. Bây giờ bắt đầu mình sẽ nâng nó lên, các bạn vào đối tượng này nha, mình sẽ nâng nó lên rồi để các bạn thấy được. À, mình nâng nó lên số 10, bây giờ mình nâng lên là 50 luôn, bằng với lại cái tỷ lệ dây. À, đó mà các bạn thấy này, nó hở ra một khoảng chưa, và các bạn nên để một cái khoảng dài dài xíu, các bạn để gần quá nó không có hay lắm nha, nó không có, nói chung là nó hơi bị nhiễu nhiều. À, tại vì nếu mà các bạn rửa chế độ RND nó là cái chế độ nhiễu nó hơi lớn xíu, nên các bạn để 50 hoặc là 60 gì đó. Còn nếu có bao đồng các bạn mà phủ rất là phủ nhiều quá, tại vì cái này mình để dây nhiều rồi và phủ nó rất là ít ấy, thì không nói gì, nhưng mà những cái nơi mà các bạn càng phủ nhiều quá, các bạn để rộng rộng ra xíu, ví dụ để 70-80 đó cũng được. Rồi cái thứ hai, cái đổ đồng thứ hai là gì, cái chỗ tên nè, các bạn thấy cái tên mà nó bị dính lên tên đồng luôn, dính lên tên đồng luôn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gì, mình sẽ tắt cái tên mình ra để các bạn vào đổ đồng tiếp không nha. Đó. Tiếp tục vào chế độ này, các bạn nhắn vào đây. Đó. Rồi cái này thì các bạn không có chọn gì cái này hết. Rồi cái chỗ này nè, các bạn thấy solid gì đó, không nói hay vui ship. Rồi nhắn vào đây, các bạn nhắn vào empty. Rồi thằng này cũng khoảng cách nó luôn, tức là khoảng cách từ cái vị trí tên đến vị trí cái đổ đồng cũ á là bao nhiêu, mình chọn nó là 50 luôn. À, các bạn thấy không, nó tách cái đo đồng này ra và cái tên của mình nó sẽ lộ ra, nó không có bị chồng cái bởi cái đồng kia, chứ không là khi các bạn rửa xong là các bạn không thấy cái tên mình đâu hết, cho dù trên bo mình có, trên layout mình có, nhưng khi các bạn rửa là không có. À, rồi đo đồng đơn giản, không có gì hơi phức tạp hết. Thì nếu như bạn nào cảm giác thấy hay thì các bạn nhớ cho mình một like, một subscribe, các bạn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông này, khi mình up video các bạn sẽ nhận được liền. Còn rất nhiều video nội dung phía sau nữa cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.